Sáng ngày 18 tháng 7, ông Phạm Thái Bình, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh An Giang, cùng các thành viên có buổi kiểm tra thực tế và thẩm định các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại xã Quốc Thái. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú, cùng ban ngành huyện, lãnh đạo địa phương và thành viên ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Quốc Thái. Tại xã Quốc Thái, sở ngành tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực tế từng chỉ tiêu, tiêu chí trong đó chú trọng kiểm tra việc xây dựng cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia, vị trí triển khai xây dựng nhà văn hóa đa năng, hệ thống xử lý rác thải ở các cụm tuyến dân cư, xử lý vấn đề môi trường, thực hiện tuyến đường hoa, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, đoàn kiểm tra thẩm định hồ sơ minh chứng từng chỉ tiêu, tiêu chí nhằm đảm bảo đúng đủ theo quy định. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đến nay quốc thái thực hiện đạt 15 trên 19 tiêu chí và 50 trên 57 chỉ tiêu. Hiện còn 5 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 5 về trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định, tiêu chí số 6 cơ sở vật chất dân hóa, tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chợ nông thôn, tiêu chí 17 môi trường và an toàn thực phẩm, không để xảy ra tồn động nước thải sinh hoạt tại khu dân cư tập trung. Tại buổi làm việc, Sở ngành tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Quốc Thái đạt được, đồng thời trao đổi yêu cầu địa phương cần đồng nhất các số liệu và điều chỉnh số liệu cho phù hợp, hướng dẫn các bước thực hiện thu gom rác thải bảo vệ môi trường. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Thái Bình, chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, yêu cầu địa phương cập nhật thiết minh quá trình thực hiện và kết quả thực hiện. Đối với các tiêu chí chưa đạt, hiện địa phương đã thực hiện đến đâu, giải pháp sắp tới và kiến nghị sở ngành tỉnh hỗ trợ. Riêng đối với tiêu chí trường học, nhà văn hóa, ông đề nghị trước mắt cần chuẩn bị tốt quỹ đất sạch để khi có nguồn vốn đầu tư triển khai thực hiện kịp thời tiếp tục quan tâm các tiêu chí dễ biến động như bảo hiểm y tế quốc phòng an ninh quan tâm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trong xây dựng nông thôn mới phát biểu tại buổi làm việc bà Nguyễn Thị Phương Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Phú cho biết từ nay đến cuối năm 2024 Quốc Thái phải thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tiêu chí không cần vốn theo chỉ đạo của huyện ủy để lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ huyện do đó quốc thái cần quyết tâm quyết liệt trong thực hiện trước mắt phó chủ tịch ủy ban dân quyện đề nghị địa phương tiếp thu bổ sung những ý kiến của đoàn công tác để sớm hoàn thành các tiêu chí theo quy định vấn đề môi trường bà nguyễn thị phương phó chủ tịch ủy ban dân quyện yêu cầu xác định lại các cơ sở sản xuất kinh doanh lập các thủ tục môi trường theo quy định và từ nay đến cuối năm phải hoàn thành thủ tục môi trường đối với trạm y tế xã và phòng khám khu vực đồng kỳ phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng tài nguyên và môi trường có kế hoạch thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật theo quy định chuẩn bị thông qua hội đồng nhân dân quyện kỳ họp cuối năm về hố xử lý nước thải khu dân cư để bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn để xã quốc thái hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới theo lộ trình phó chủ tịch ủy ban dân quyện mong muốn sở ngành tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhất là tiêu chí chợ và các vấn đề về nhà văn hóa kết hợp sân thể thao phát biểu tiếp thu ý kiến ông quỳnh văn thích Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quốc Thái mong rằng địa phương tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của sở ngành tỉnh, ban ngành đoàn thể huyện để địa phương thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo nghị quyết quyền ủy giao. Ông đề nghị từng cán bộ đảng viên xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ. <laughs>